Rồi, xin chào, hôm nay mình sẽ review cái bộ đếm chiều dài của hãng Laiseki. Model là RI1315 hệ mét ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra ha. Thì mở hộp ra thì nó gồm có cái bộ đếm ha, đây là bộ đếm. Hai cái bánh xe hệ mét ha. Thì đây là cái nút mà để khi mình đo xong mình reset nó lại, mình bấm để cho nó trở về zero lại hết. Rồi bây giờ mình sẽ lắp lên cho các bạn xem. Đây. Thì ở dưới đằng sau này nó có cái model ha, rồi tên hãng Made in Japan. Cái hàng Nhật cho nên là nó thiết kế nó làm rất là chắc chắn và rất là tinh xảo. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp hai cái bánh xe vô. Rồi, khi mà mình đo thì mình mỗi lần mình quay á, mình quay cái này quay ngược nha. Mình quay đây. Đây. Khi mình quay cái này, quay 3 vòng của bánh xe thì cái số này nó sẽ nhảy lên 1 mét ha. Cứ 3 vòng bánh xe là nó sẽ đếm được 1 mét. Cứ tương tự như vậy, sau khi đo xong thì chúng ta nhấn cái nút reset này để nó trở về chế độ zero ban đầu. Thì cái bộ đếm chiều dài này được ứng dụng để đo cái những cái chiều dài của vải sợi và những cái màng phim mỏng ha, vân vân. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.